Vâng, xin chào bạn, mình Thuận Qua đây. Hôm nay mình sẽ quay trở lại và giới thiệu cho bạn tiếp về những cái công cụ lệnh ở trong AutoCAD. Thế thì hôm nay mà một cái lệnh mà mình mang đến mình chia sẻ cho bạn đó là lệnh SC hay chính là lệnh Scale trong AutoCAD. Lệnh SC chức năng của nó là thu hoặc là phóng một cái đối tượng ở trong phần mềm AutoCAD. Thì lệnh này có thể là khá là quen thuộc đối với nhiều bạn rồi. Nhưng đối với những các bạn mà đang mới bắt đầu thì có thể là còn lạ lẫm với lệnh này và cách thực hiện nó ra sao. Đấy, những cái tính năng, những cái cách hiệu chỉnh của lệnh này như thế nào thì mình sẽ giới thiệu cho bạn ở trong cái video ngày hôm nay. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Ok, quay trở lại ở đây thì mình đang có một cái số những bản vẽ có những chứa những cái đối tượng. Thế thì mình sẽ thử là scale các bạn nhé. Ở đây mình sẽ lấy thử làm một cái đối tượng, ví dụ như là một hình mình vẽ ra đi. Đây là hình rectangle. À, mình vẽ thử là 1000 nhân 1000. Đó. Thì đây là một cái đối tượng, là mình giả sử đây là một cái đối tượng mình sẽ lấy làm mẫu gốc nhá. Các bạn có thể kiểm tra cái kích thước của nó bằng cách là quét chọn cái đối tượng này và chỉ dê chuột vào cái vị trí một cái điểm đặc biệt của nó. Đấy, 1000 1000, các bạn thấy không ạ? Đó. Thế thì bây giờ mình sẽ nhân đôi cái này ra. Nhân đôi đây. Đó, nhân đôi này. Nhân đôi bằng lệnh copy. Thế thì ở đây mình đang có hai hình như này rồi. Đấy, cái hình gốc thì ở đây là 1000 1000 mình giữ nguyên để mình làm cái điểm, làm một cái hình mà mình so sánh. Đầu tiên đó là cái hình ở giữa này, được chưa? Cái hình ở giữa này thì mình sẽ là thực hiện lệnh SC. Đây, lệnh SC là khi mà bạn gõ lệnh SC thì nó ra lệnh scale. Đấy, chức năng nó như vậy. Ở đây mình bật cái zoom lên. Bạn thấy không ạ? SC nhá. Đó. Bạn nào hãy nhớ là 4 SC này thì nó có cái dòng lệnh ở đây nhé. Bạn nào mà không có cái dòng lệnh ở đây thì bạn gõ bấm cái phím F12 trên bàn phím nhá. F12 trên bàn phím để nó ra được cái câu lệnh khi bạn gõ lệnh SC. Cái dòng này là dòng comment phụ, dòng dynamic comment, được nhỉ? Dynamic input. Đấy, thì khi mà bạn gõ lệnh nó ra được cái lệnh SC như này. Thế thì mình đã nói lúc nãy đó là lệnh này là lệnh có hai chức năng, đó là lệnh thu phóng đối tượng, tức là nó có chức năng là thứ nhất là nó thu nhỏ đối tượng, thứ hai là phóng. Thế mình sẽ lấy hình đầu tiên này là mình sẽ lấy ví dụ về cái trường hợp là nó thu nhỏ đối tượng nhé. Hình bên tay phải này sẽ là hình ví dụ minh họa về phóng đối tượng, phóng lớn đối tượng lên ấy. Đấy, đầu tiên là ông thu nhỏ này nhé, thu nhỏ. Thế thì khi bạn gọi là SC nó hỏi điều gì ạ? Đó, khi là các bạn gọi là SC thì bạn ấn Space này. Nó hỏi là Object, Select Object là gì ạ? Là lựa chọn đối tượng mà các bạn cần hiệu chỉnh, đúng không ạ? Bởi vì lệnh SC là một trong những cái nhóm lệnh về hiệu chỉnh đối tượng đã có. Nhóm lệnh hiệu chỉnh SC, Select Object, lựa chọn đối tượng cần hiệu chỉnh. Bây giờ các bạn chọn vào đối tượng bạn cần hiệu chỉnh, ok chưa? Các bạn có thể chọn một hoặc là nhiều. Ở trường này mình chọn một đối tượng mình cần hiệu chỉnh thôi, đúng không ạ? Đó, chọn vào rồi và nó sáng này là các bạn sẽ ấn cách để chuyển qua phím, qua cái thao tác lệnh tiếp theo. Đó. Thế bây giờ nó hỏi cái gì ạ? Nó hỏi là specify base point, được chưa? Cái base point này các bạn gần như là nếu các bạn thực hiện các lệnh hiệu chỉnh nó rất là quen thuộc rồi. Thì đối với trên lệnh SC này nó sẽ là, bạn hiểu nôm na nó là cái lệnh gọi là cái xác định cái tâm thu phóng. Nếu bạn mà trường hợp các bạn có lệnh mu ấy, lệnh M ấy, thì nó cũng hỏi là specify base point. Thì cái đối với lệnh M là di chuyển thì nó sẽ hỏi là tâm di chuyển ở đâu. Lệnh scale thu phóng gọi là tâm thu phóng. Nếu mà lệnh RO thì nó hỏi là gì? Là tâm xoay, vân vân, được chưa? Nên cái điểm này các bạn sẽ lựa chọn một điểm tâm cho mình. Đấy, thế thì điểm tâm này các bạn lựa chọn ở đâu? Thì nó là tâm thu phóng thì mình sẽ thực hiện trước các bạn để xong các bạn sẽ hiểu cái tâm này nó sẽ có cái sự quyết định như thế nào, ảnh hưởng như thế nào đối với cái hình khi mà chúng ta thực hiện lệnh. Ok chưa? Giả sử như mình sẽ lựa chọn tâm nó vào là trọng tâm của cái hình này. Đây. Các bạn có hai cách, một là các bạn bắt điểm nhá. Bắt điểm vào một cái điểm bất kỳ ở trên môi trường làm việc, ở trên đối tượng. Cách thứ hai là các bạn có thể là biết cái tọa độ điểm đó thì các bạn sẽ nhập vào đây X và Y, được chưa? Thông thường thì mình không dùng cách này. Mình sẽ lựa chọn tính năng bắt điểm và bắt trực tiếp vào trên cái đối tượng, cái điểm mà mình mong muốn ấy. Còn cái điểm nhập X và Y ở đây thì thường là mình không bao giờ dùng cả. Đấy, thì bây giờ mình lựa chọn tích vào đây thì nó cũng tự động nó sẽ nhận cái tọa độ của điểm đó. Ở đây bạn có thể là bỏ phím F8 đi, được chưa? Bỏ phím F8 đi để cho nó không cần phải cố định ngang dọc. Đấy, thứ nhất là các bạn gõ lệnh, thứ hai là bạn chọn điểm tâm này. Thì bây giờ nó hỏi điều gì ạ?
Các bạn hãy specify scale factor, tức là nó hỏi chúng ta là một cái hệ số này, factor là hệ số scale, tức là hệ số thu nhỏ là bao nhiêu, được nhỉ? Hệ số thu nhỏ phóng to là bao nhiêu. Thế đối với trường hợp đầu tiên mình đang thực hiện ở đây là trường hợp là thu nhỏ, thì cái hệ số, các bạn lưu ý cho mình hệ số nó phải là gì, nó phải là nhỏ hơn 1 nhé. Nó giống kiểu một số mà nhân với lại nhỏ hơn 1 thì nó sẽ bị chia đi, tức là nó bị nhỏ đi, lớn hơn không mà nhỏ hơn 1, số này không được âm nhé, lớn hơn không mà nhỏ hơn 1. Ví dụ như 0,5 tức là bằng 1/2. Đấy, 1/2 tức là cái hình này nó chia 2 đi, hoặc là 1/4 thì nó sẽ là nhân 0,25 chẳng hạn, nó chia 1/4, chia 4 đi. Đấy, thì tất cả hệ số mà muốn thu nhỏ thì nó phải là nằm trong khoảng lớn không và nhỏ hơn 1. Ở đây mình thử là nhấm nhấp là 0.5 đi nhá. Thì chợ các bạn nhập thông số vào đây 0.5, hoặc là bạn có thể là nhập là theo kiểu là 1/2. Đấy, thì AutoCAD nó sẽ hiểu hai thông số này cho bạn là 1 nhá, 1/2 hoặc là 0.5 đều được. Đấy. Thì cái thông số này mình đang nhập để cho nó thu nhỏ đi. Ở đây mình nhấn space. Đó thì nó đã thực hiện xong rồi đấy. Nó đã thu nhỏ đi bao nhiêu ạ? 1/2, tức là còn lại là 500, 500 so với hình gốc. Hình gốc là bao nhiêu? 1.000, 1.000 đúng không ạ? 500, 500. Ở đây mình Ctrl Z lại, mình thực hiện lại nhanh này. SC này, cách này. Đấy, lựa chọn tâm thu phóng này. Đấy, nhập 0.5, Enter này. Đó, hoặc là Space này. Thì nó sẽ thu nhỏ cho chúng ta. Hoặc là Scale này. Các bạn lựa chọn cái, khi mà lựa chọn vào tâm ở đây thì sao ạ? 0.5 này. Đấy, thì bạn thấy điều gì ạ? Cái tâm này không đổi, tâm của cái hình này không đổi mà chỉ là như nào ạ? Có bốn cái, có phải là hình gốc nó như này đúng không ạ? Hình gốc nó như này đúng không ạ? Thế thì cái tâm mình lựa chọn ở đây thì nó sẽ thu nhỏ như nào? À, nó sẽ thu nhỏ theo kiểu như này. Nó thu nhỏ theo tâm các bạn nha, các bạn thấy một cái đặc điểm rất là hay không ạ? Nó thu nhỏ theo tâm. Đấy. Thế thì mình sẽ kiểm tra cái điều này bằng một cái ví dụ là tương tự nhưng mà với cái điểm tâm mình lựa chọn ở góc này nhá, điểm góc này. Đấy, mình vẫn nhập là 0.5. À, bạn thấy không ạ? Hình gốc của chúng ta bắt đầu nó là như thế này. Đúng không ạ? Và nếu bạn khi bạn lựa chọn điểm tâm ở đây thì nó sẽ thu như nào? Thì toàn bộ các cái đối tượng của chúng ta sẽ thu nhỏ theo hướng tâm đó. Đấy, các bạn hiểu nguyên lý của lệnh SC này chưa? Đó, đây mình làm một lần thứ ba này, 0.5 này, Enter. Thực hiện thì rất là nhanh thôi. Đấy, chúng ta thì quan trọng là cái hệ số ta nhập vào là bao nhiêu. Bây giờ muốn thu nhỏ thì nó phải là lớn hơn không, nhỏ hơn 1. Còn muốn phóng lớn thì chắc chắn là phải lớn hơn 1 rồi. Bây giờ còn nhân với 1 thì nó sẽ giữ nguyên. Nếu bạn nhập hệ số là 1 thì nó sẽ giữ nguyên. Đó. Thì nếu như mà trường hợp mà các bạn lựa chọn cái tâm thu phóng ở đây, cái tâm thu ở đây thì nó sẽ gì? Các chiều đối tượng chúng ta sẽ thu theo cái tâm này thì nó sẽ thu được cái hình gốc, cái hình mà kết quả đó giống như là trên màn hình các bạn hiện. Thế bạn thấy là điều gì ạ? Vậy trong cái lệnh SC nó sẽ quan tâm đến nó, thứ nhất là cái tâm thu phóng ở đâu, thứ hai là hệ số thu hay phóng nó như thế nào. Đấy thì lệnh này nó chỉ cần các bạn quan trọng được hai cái vấn đề đấy thôi, là tâm và hệ số thu phóng, là bạn hiểu được lệnh này rồi. Rất hay đúng không ạ? Ok, vậy là chúng ta đã xong được cái trường hợp là thu. Trường hợp phóng thì các bạn sẽ làm tương tự thôi, rất là nhanh. Với cái hệ số nó là gì? Nó là phóng thì phải lớn 1. Ví dụ mình nhập lên 2 lần thì nó sẽ phóng lớn lên 2 lần. SC này, đấy, 2 lần. Đấy thì khi bạn chọn tâm ở đây đúng không ạ? Mà nó thu thì nó thu theo kiểu là ngược như vậy. Thì bây giờ khi mà đến trường hợp phóng thì nó cũng phóng từ tâm ra nhé. Đấy, thì nó đảo ngược lại. Đấy, nó phóng lớn lên tâm, cái tâm vị trí đối tượng, cái góc ở tâm thì nó giữ nguyên. Đối tượng nó sẽ phóng ra kiểu như vậy. Đấy, hoặc là khi các bạn scale từ ở chính giữa nhân 2 lần lên, đúng không ạ? Thế tức là như nào? Hình gốc nó đang như này đúng không ạ? Thì nó sẽ gì? Nó sẽ nhân theo kiểu từ tâm ra. Đó, rất là đơn giản. Đây là cái lệnh SC này. Đấy, hệ số thì phải dương 1, dương lớn hơn 1. Đấy. Thì chúng ta sẽ có được cái kết quả là phóng lớn đối tượng. Đó, thì các bạn biết là có thể là dựa theo cái tính chất cái tâm này nó phát triển, nó thay đổi, nó ảnh hưởng như nào đến lệnh này, thì các bạn hãy lựa chọn một cái điểm tâm làm sao cho nó hợp lý, được chưa? Thì đây là lệnh SC. Thì đây là cái tính năng gọi là thu phóng, thu và phóng đối tượng theo kiểu cơ bản. Đấy, thì ở trong lệnh SC thì nó còn, ngoài ra nó còn một tính năng nâng cao nữa, trường hợp 2 là SC nâng cao. Đấy, trong lệnh này thì nó, khi bạn chọn tâm này, nó có một tính năng nữa là reference. Tính năng copy này thì rất là ít dùng, các bạn ít không cần quan tâm lệnh copy này, là vừa thu phóng và vừa copy đối tượng, thì lệnh này rất ít dùng. Có một cái lệnh là reference này hay dùng này,
Đấy, lệnh con nó thì bây giờ mình sẽ chia sẻ luôn các bạn đến cái tính năng SC nâng cao bằng lệnh con là R. Đấy, thì bạn sẽ cùng chú ý đón xem nhé. Đây thì mình sẽ lấy một ví dụ minh họa như này. Ví dụ ở đây mình đang có một cái đối tượng là nó đang đang dài một cái chiều dài mình không biết là bao nhiêu cả. Đây mình vẽ các bạn. Đấy, dài không biết bao nhiêu này. Bây giờ mình muốn phóng thì cái cạnh của cái đường dưới này nó phải dài bằng cái cạnh dưới này. Thì làm như thế nào, được chưa? Đây, mình muốn là cái cạnh dưới của cái hình vuông này, hình chữ nhật này. Đấy, nó phải bằng cái cạnh này cơ. Thì chúng ta làm như thế nào? Đây là một cái vấn đề mà cần phải đáng bàn đúng không ạ? Ở đây mình sẽ giới thiệu các bạn. Đầu tiên thì các bạn có thể là chọn một cái điểm làm sao cho nó có một cái điểm chung, bạn mua vào có điểm chung đây. Ví dụ điểm chung là của hai hình nằm ở đây chẳng hạn. Thế khi này các bạn chọn lại SC này. Các bạn cách được nhận chọn điểm thu phóng sẽ là trùng cái điểm chung đó. Đấy. Chờ này bạn bỏ phím F8 đi cho dễ nhìn nhá. Thế khi này rồi thì nó sẽ xuất hiện ra chúng ta một cái, khi bạn chọn tâm xong nó xuất hiện ra một cái tính năng con ở trong này là tính năng con R. Nếu bạn nào dùng nhiều lần thì biết ngay trong lệnh SC là có lệnh R con là bạn có thể nhập luôn vào đây, không phải sổ xuống nữa. Bạn nào chưa rõ lần đầu thực hiện thì có thể là sổ xuống và nhìn thấy chữ R này. Bạn chỉ chuột đây hoặc là bấm vào chữ R trên bàn phím thì nó sẽ đến ngay cái dòng là có chữ reference này. Đấy, chọn R cách này. Thì tại đây các bạn sẽ làm gì ạ? Đấy, các bạn đây các bạn sẽ lựa chọn cái cạnh của cái hình chữ nhật đó nhá. Đây, tích điểm đầu và điểm cuối chính là cái chiều dài của cạnh đó, điểm 1 này. Điểm 2 có phải là điểm điểm đầu điểm cuối của cạnh của cái hình mà bạn muốn 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 phóng không đúng không ạ? Đó. Thế xong rồi bạn sẽ kéo đến cái điểm số 3 là cái điểm chiều dài của cái cạnh kia. Đấy, rất là dễ. Mình làm lại một lần nữa nhé. Đây ở đây mình có một cái hình bất kỳ thôi. À, hình như này ạ, à, mình muốn cái cạnh dưới bằng cái cạnh dưới này. Bước 1 là các bạn là gì? Mu này, có điểm chung vào này. Bước 2 là bạn gọi là SC này. Đấy, chọn đối tượng cần cần scale là đối tượng này, cách này. Tích vào đây này, tích vào điểm tâm và trùng vào một điểm chung này. Tiếp theo nữa bạn chọn tính năng này, R này. Cách này. Tích điểm 1, tích điểm 2 của cái cạnh mà các bạn muốn phóng lớn, tích điểm 1, điểm 2 để nó tạo ra được cái nhận biết được cái cạnh mà các bạn đang muốn phóng lên. Đấy, và cái điểm số 3 là cái điểm mà bạn muốn kéo dài đến. Vậy là chúng ta đã thu được gì? Đấy, kết quả. Đấy, kiểu như vậy. Ở đây mình sẽ ứng dụng thực tế các bạn luôn nhé, về cái ví dụ minh họa vừa rồi. Ví dụ minh họa vừa rồi, ví dụ ở đây mình đang có một cái cửa như này đi. Đây là một cái cửa vệ sinh này, ví dụ mình đang copy từ từ thư viện vào, ví dụ nó đang là không phải. Đấy, ví dụ nó đang là như này đúng không? Đấy, ví dụ mình copy từ diện ra nó đang bị thay đổi tỷ lệ, nó đang như này mà cái cửa mình đang là chiều dài là bao nhiêu đây? Đấy, chiều dài mình đang là 700 mà cái cửa đang copy sang nó đang bị nhỏ hơn này. Thế thì trường hợp này bạn sẽ phải làm nào ạ? Ở đây ví dụ các bạn muốn một điểm chung đúng không? Thì cái cửa này cái này phải vào đây đúng không? Đấy, vậy là mình vừa xác định một cái điểm chung gán cho nó ở đây. Thế bây giờ mình sẽ xuống lại lệnh SC như nào? SC cách này, lựa chọn điểm chung này. Đấy, sau đó thì chọn tính năng R này. R cách này. Tích điểm 1 ở đây này và điểm 2 là cái điểm ngoài cùng này để bạn kéo kéo ra đâu ạ? Kéo ra đến đây. Đó, vậy là chúng ta đã gì? Scale được cái cửa này vào đúng với cái vị trí bức tường của chúng ta, nhà vệ sinh. Thì đây là một cái ứng dụng của thực tế rất là hay nhá. Đối với lệnh SC thì mình vừa mới chia sẻ cho bạn xong hai tính năng đó là SC cơ bản và SC nâng cao, tức là lệnh thu phóng cơ bản và lệnh thu phóng nâng cao. Để hy vọng các bạn sẽ nắm rõ được cái điều này và làm chủ cái lệnh SC này để thực hành vào trong cái công việc của mình. Ok không ạ? Vâng, cảm ơn các bạn đã xem video và một lần nữa chúc các bạn sẽ thật là thành công. Nếu như bất kỳ có một câu hỏi nào thắc mắc không làm được, các bạn hãy comment ở dưới video để mình có thể là có cơ hội được giúp đỡ các bạn thực hiện thành công cái lệnh này. Chúc các bạn sức khỏe và thành công. Xin chào các bạn.